xôn xao hình ảnh tình trạng hiện tại của người phụ nữ bị đánh dã man ở shop Trang Nemo, những diễn biến vụ xô sát giữa Trang Nemo và Trần Mi vào chiều ngày 16 tháng 1 đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, nguyên nhân vụ xô sát trên là do Trang Nemo phát hiện ra Trà Mi sử dụng hình ảnh của mình để livestream bán hàng và người chị ngoài xã hội tên Khánh lại cho rằng Trần Mi không phục thì sao phải xin lỗi. Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hiện tại của người phụ nữ là chị em xã hội Trần Mi tên Khánh bị ba người đàn ông của shop Trang Nemo hành hung dã man. Theo tìm hiểu, trên trang cá nhân Khánh chia sẻ cậu con trai kháu khỉnh mới vài tháng tuổi. Những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con cũng được Khánh chia sẻ và nhận về nhiều bình luận ngưỡng mộ. Được biết vì quá bức xúc và để làm rõ mâu thuẫn nên đã hẹn nhau gặp mặt ba mặt một lời vào hôm qua 16 tháng 1 tại cửa hàng kinh doanh thời trang của trang Nemo quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Trần My có đi cùng với một người tự xưng là chị em ngoài xã hội tên Khánh. Tưởng câu chuyện diễn ra êm đẹp nhưng người chị em ngoài xã hội Khánh lại cho rằng Trần My cảm thấy không phục thì không cần phải xin lỗi và hai bên xảy ra xô sát cãi cọ đáng nói ba nhân viên nam của shop trang nemo đã xông vào túng tóc đánh khánh dã man trước sự chứng kiến của nhiều người được biết sau đó cơ quan chức năng đã mời tất cả về trụ sở làm việc